Medusa solo với Bob Bob. Có thể bạn chưa biết, Bob Bob là người có kỹ năng đỉnh cao, từng đạt top thách đấu nhiều mùa và từng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp khi đầu quân cho Tùng Hòa My. Theo chia sẻ của Tùng Hòa My là khi mà đánh giải vòng loại, Bob Bob bị tâm lý ra mồ hôi tay và lúc đó team không có huấn luyện viên nên team Hòa My rớt từ vòng giữ xe. Gác bỏ giấc mơ chuyên nghiệp, Bob Bob trở thành streamer nổi tiếng bậc nhất của Liên Quân, kỹ năng cao nhưng cố tình tấu hài để tạo niềm vui cho người xem. Bob Bob nổi tiếng nhất với pha Ryoma tóc biến ăn quái. Vì thế trận này Bob Bob bắt Ryoma. Bob Bob thua 2 năm nha mọi người ơi.